Chữ giỏi là cái chữ rất không có nghĩa, bởi vì nó là một tính từ, nó chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với việc danh từ, đó là giỏi cái gì. Một cái bạn trẻ thi đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế thì bạn này có giỏi không? Rõ ràng là đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế làm sao lại không giỏi? Nhưng mà giỏi cái gì? À, giỏi toán, không phải giỏi toán, đó là giỏi thi toán thôi. Chứ giỏi toán là khác à? Giỏi toán giống như giáo sư Ngô Bảo Châu á, giáo sư Vũ Hà Văn vân vân thì gọi là giỏi toán. Còn cái chỉ là mới giỏi thi toán thôi. Còn từ cái hành trình từ giỏi thi toán đến giỏi toán nó xa lắm, xa lắm. Giỏi thi thôi, chưa phải là giỏi toán. Nhưng mà giỏi thi cũng là giỏi vậy, cũng là xuất sắc vậy, cũng đáng ngưỡng mộ vậy. Có đáng ngưỡng mộ những bạn trẻ đó không? Tôi trả lời là rất đáng, bởi vì dễ gì làm được cái thành đạt được cái thành